Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một số các cái cách hành văn, các cái cách diễn đạt mà thường hay sử dụng trong cái quá trình làm dự án thực tế liên quan tới cái lĩnh vực là IT. Từ trước cho đến giờ khi mà làm trong cái lĩnh vực IT ấy, thì là mình đều làm ở các cái công ty Nhật Bản được đặt trụ sở ở Việt Nam. Thì theo cái kinh nghiệm của mình khi mà chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thì nó sẽ dễ dàng hơn tại vì nó là dịch xuôi. Còn khi mà dịch ngược ấy, thì làm thế nào để có thể mà chuyển ngữ được một cách tự nhiên nhất có thể, giống như là cái cách hành văn, cái cách nói của người bản xứ nhất có thể, thì là cái cách mà mình làm đó là mình sẽ luôn luôn sử dụng các cái mô típ, sử dụng các cái cách hành văn chuẩn hoặc là sử dụng các cái gọi là các cái câu mẫu chuẩn để mà chuyển từ tiếng Nhật sang tiếng Việt trước. Sau đó là từ cái câu tiếng Việt đấy mình sẽ nghĩ ra nhiều các cái trường hợp khác nhau. Ví dụ như là cùng là một cái câu tiếng Nhật nhưng là mình sẽ chuyển sang nhiều các cái kiểu tiếng Việt khác nhau để khi mà giả dụ trong dự án các cái bạn dev hoặc là các cái bạn QA hoặc là các cái bạn PM, các bạn ấy muốn nói ra cái suy nghĩ của mình hoặc là muốn truyền đạt cái ý tưởng hay là truyền đạt cái giải pháp của mình ấy, thì là các bạn ấy sẽ sử dụng tiếng Việt, đúng không? Thì là mình từ cái việc là mình đã chuẩn bị sẵn là một câu tiếng Nhật, mình có thể chuyển nghĩa ra nhiều câu tiếng Việt khác nhau rồi, thì là các cái bạn dev các bạn ấy có nói gì thì là mình vẫn có thể chuyển ngược lại theo đúng một cái câu và cùng một cái văn phong đấy. Tại vì là cái cách hành văn đấy nó là chuẩn rồi ấy, nên là cái cách mà mình sử dụng nó cũng sẽ tự nhiên hơn và mình sẽ có thể truyền đạt được đúng cái ý mà người Việt mình nói sang tiếng Việt chuẩn xác hơn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số các cái cách hành văn mà mình nghĩ là sẽ sử dụng khi mà mình làm dự án, và các bạn hãy sử dụng cái phần tiếng Nhật đó chuyển ngữ ra nhiều các cái câu tiếng Việt khác nhau rồi sau đó là vận dụng vào trong thực tế và áp dụng nó vào trong cái công việc của mình nhá. Đây cũng chính là một trong những cái nội dung giáo trình mà mình cùng với lại cô người Nhật kết hợp để mà chia sẻ với các bạn cái chuỗi khóa học liên quan tới hội thoại tiếng Nhật giao tiếp trong cái lĩnh vực IT. Nếu như mà bạn nào muốn biết rõ hơn và muốn tìm hiểu thêm thông tin thì hãy inbox mình nhé. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu luyện và thực hiện một số các cái câu mẫu sau đây nha. では1番です。何々をはじめ、何々。ベトナムをはじめ、アジアの国々が参加する。ベトナムをはじめ、アジアの国々が参加する。2つ目いきます。NLP をはじめ、最先端技術を用いる。NLP をはじめ、最先端技術を用いる。はい。2番いきます。もしかすると、何々かもしれない。いきますね。1つ目。もしかすると、メールが届かないかもしれない。3つ目いきます。もしかすると、私のパソコンが壊れるかもしれない。もしかすると、私のパソコンが壊れるかもしれない。何々にご心配をおかけしないように何々ですね。一つ目、先輩にご心配をおかけしないように休暇の連絡をする。先輩にご心配をおかけしないように休暇の連絡をする。はい、二つ目、お客様にご心配をおかけしないように3日以内に資産破棄のエビデンスを送る。お客様にご心配をおかけしないように3日以内に資産破棄のエビデンスを送る。